một nửa nửa nước à? Chỗ này là không có đá, chỗ này là không có đá. Ao này anh thả cá gì đây? Ao này là bống và trắng. Xin chào tất cả các bác nhá. Hiện giờ thì Thắng đang ở tuyến quốc lộ 2. Ngay sau lưng Tất Thắng là một cái điểm đã bị ngăn lại từ ngày hôm qua. Và có rất nhiều người đang hỏi Tất Thắng rằng là bao giờ hoặc là quốc lộ 2 đã thông đường chưa và có đường nào đi tắt hay không. Thì hiện giờ nếu mà các bác mà muốn đi Hà Nội mà lên Hà Giang, đây là trừ trường hợp khẩn cấp nhé, thì Thắng khuyên các bác thì hãng đi, nó có nghĩa là bất khả kháng ấy. Còn nếu không có bất khả kháng thì các bác nên ở nhà. Đó, ở các tỉnh khác mà muốn đi theo quốc lộ 2 mà lên Hà Giang ấy, lên Hà Giang thì đến thị trấn Bắc Quang thì được, hay là đi rẽ vào huyện Quang Bình, hay là đi quốc lộ 70 ra Yên Bái thì các bác có thể là đến thời điểm hiện tại như Thắng được biết ở đây thì có thể đi được. Nhưng mà quốc lộ 70 và quốc lộ 279 kia thì rất là nguy hiểm nếu mà trời mưa to như này. Hiện giờ là đang cũng có rất nhiều nguy cơ sạt lở. Và nữa là các bác đi đến được đến thị trấn Bắc Quang, đến thị trấn Hàm Yên thôi đấy, và không thể nào mà đi vượt lên đến thành phố Hà Giang được. Tại vì nếu các bác đi thành phố Hà Giang thì các bác phải di chuyển vào cây 31, đi đến cây 31 rồi các bác di chuyển vào huyện Chiêm Hóa, rồi sang huyện Lâm Bình rồi có thể đi về Hà Giang. Nhưng mà tuyến đó đi đường cũng rất là khó đi và cũng có rất nhiều tả ly cao đó. Để Thắng thông báo để cho quý cô bác anh chị nắm được. Các bác cũng thấy được là hình ảnh ở đây là cây cầu trước mặt Thắng là cây cầu bị đó, một cái cây cầu mà cũng đang bị lở chân bên cánh gà rất là nhiều rồi đó, hiện giờ cũng đã có ghi cầu yếu rồi là nguy cơ sạt lở. Và cái tuyến đường này đã được ngăn lại để cho các quý cơ quan chức năng đang tìm và kiếm người và thông đường đó. Mặc dù là có rất nhiều máy móc đang thông đường nhưng mà các bác biết do trở ngại đó chính là thời tiết nó mưa đó, mưa suốt từ sáng đến giờ đó. Và bây giờ các bác cũng thấy hiện tượng đang sấm chớp nữa, có cả sấm và chớp, nên là không thể nào mà có thể mà có thể đẩy nhanh tiến độ được, có thể đi được nhanh đó. Và còn rất nhiều nữa điểm nữa đang nguy cơ tiếp tục sạt lở trên km 54 cũng như là 50-49 đó. Nên các bác nào nắm được nhé tình hình như vậy, nên là các bác nào mà quan trọng thì các bác hãy đi Hà Giang. Còn bây giờ mọi chuyện là đi du lịch hay cái thứ là các bác nên gác lại một thời gian nữa. Thắng thông báo để quý cô bác và anh chị nắm được. Rất nhiều các bác điện cho Thắng là từ sáng đến giờ là tôi đã đặt lịch rồi, mới cả lên lịch rồi, đặt nhà nghỉ khách sạn rồi, nhưng mà do cái thời tiết nó như vậy, bây giờ là lên cả thành phố Hà Giang và Đồng Văn Mèo Vạc hiện giờ cũng đang theo Thắng được biết là đang có mưa rất là lớn đó, nên các bác là không nên đi lại đó. Thắng thông báo để cho quý cô bác anh chị một chút anh sự di chuyển tiếp. Dọc quốc lộ 2 này thì ngay bên cạnh Thắng đây đấy là cái làng mà hôm qua đi chậm này, cái làng hôm qua ấy là có bị sạt lở đó. Và đến giờ này thì thời điểm này đang là 2 giờ chiều rồi, ngày 30 rồi, không biết là đã tìm được nạn nhân chưa, nhưng mà Thắng sẽ lại tiếp tục di chuyển vào đó để xem là chị hôm qua bị mất tích đó đã tìm được chưa. Các cơ quan chức năng hôm nay đã cho máy múc những thứ là múc đất những thứ hết rồi. Đấy, này, cây cầu đang được khảo sát đây, tiếp tục có gắn thêm biển, mà rất có thể là nếu mà thông đường nữa thì cầu sẽ không thể nào mà đi được đó, phải dừng lại hoàn toàn, tại vì nước bây giờ đang cũng rất là lớn, mưa rất là to đó. Họ đang làm cái gì đó, dọ sắt để kè à? Đừng khả năng để xe đây anh ơi. Đây là cây cầu bị kia. Đang xuống làm gì? Tuyến này là bây giờ thời tiết nó mưa như thế này và mưa suốt các bạn.
Bên này trước sau cũng thế thôi. Ờ. À. Đấy, cái này không cẩn thận làm mà còn đi nhanh hơn bên kia. Dạ. Đi nhanh hơn. Bên kia đang che áo mưa vào. Không biết bên kia kìa. Họ đang làm gì che áo mưa vào. Ừ. Cái này á, cái này. Ờ, à, không đúng. Tình nhỏ về sạt lở cũng như lại sạt đất thêm rồi kìa. Ở đấy thì chiều mà nó bị lớn nhất ở đấy. Vâng. Đang sạt thêm. Đang tìm người trong đấy. Bây giờ mới xúc nó vào trong đấy rồi kìa. Thế à? Căng kìa. Thằng kia cái gì? Nước tới chân rồi. À. Đang có người dưới đấy à? Không phải có người đấy, khi nó sạt lở lên. Ờ. Nguy hiểm đấy. Anh áo đỏ đi vào đi. Khiếp. Đấy, đất rơi đấy. Bây giờ không có phương án gì ấy à? Vẫn đang mưa thế này thì chịu à. Dọ ở trên cầu đấy nhỉ? Dọ ở trên cầu kìa. Mày đứng trên cầu. Chặn luôn à? Sửa cầu luôn đấy à? Sửa. Dọ thì để trên đấy được. Mấy nó xúc đi xa quá. Đã ở đây rồi, đã ở đây. Đã ở đây rồi. À, mấy vào khoảng 2 mét rồi. Đấy, ô tô bây giờ là chặn không qua cầu ấy, hở hàm mách rồi. Sửa cây cầu bị rồi. Đấy, những người đi bộ về ngoại thắng đi từ bên kia vào là những 3 ngày là đi bộ ấy về. Đi bộ về từ bên kia anh? Vâng. Như nào bên đấy tình hình như nào rồi? Bên nào ạ? Bên từ bên kia sang ấy? Kia vẫn chưa được. Chưa được à? Vâng. Mình đi vòng à? Vâng. À. Người có đi bộ từ bên kia về và mang cái hành lý không thông đường được, ô tô tiếp là không đi qua được. Đi nhanh nhanh, đi nhanh nhanh, cùng xe say. Các anh chị em này đi đi làm về không? Mình đi bộ từ bên kia về thế à? Từ đấy về xa không? Xa chứ. Ôi dồi. Giang ơi, chặt chặt đầu trơn này.
gấp cầu bị thông tuyến quốc lộ 2. Tí kè luôn à anh? Kè luôn à anh? Thế à? Ồ. Thế à? Trắng trên núi. Đang đứng chơi kia đâu mà. Gọi chú cần như này chú bảo gọi này. Thì đón người ấy. Đấy, toàn bùn đất thôi. Ui dồi. Ê, chết dở. Đấy, người cứ thấy tăng bò về thế này. Đây là đi trốn qua, bọn này đi trốn qua rồi. Nguy hiểm đấy. Đây này, đúng người đang đi về mầm này. Trốn từ bên kia qua về à? Vâng. Quay kênh Nguyễn Tất Thắng. Qua được. Đây là vượt qua hàng rào này về đây, sợ quá. Quá nguy hiểm. Chắc là bị kẹt từ hôm qua rồi. Bây giờ đa số là kiểu đi đường vòng, chỗ
trốn đi đường vòng mình biết. Đấy, đây là đi sang. Ui, bây giờ tan mây nhìn rõ rồi này. Tan mây nhìn rõ rồi. Vâng, đang nước là to lên rồi đấy.
Vẫn đi bộ về á? Đi bộ xuyên qua đây à? Ồ. Anh nhờ. Đang buộc gọn sắt này. Rất nguy hiểm. Thời tiết vẫn đang mưa, sấm chớp đùm đoàm. Đang khảo sát rồi họ đặt rọ đá. Để đỡ chân cầu. Bây giờ là nước nó đang oánh thẳng vào mố cầu. Các bác thấy ở bên này là cái dòng nước này là trắng xóa hết, nước về rất là mạnh. Đó. Cả cái bản trong này các bác xem từ sáng rồi, nước nó mạnh nó chảy về khu vực cầu. Anh em công tác đang dọ đá dọ nước liên tục. Đang dọ đá cho đá vào xếp luôn.
ô tô không đi được. Thằng ghét. Thank you.
Cái ao này rộng không nhỉ chú nhỉ? Cái ao này rộng không nhỉ? Ao đấy. Dạ. Đến đến chỗ chân kia. À. Đến bây giờ mới đến cái họ đá đây này, họ đá là làm cái cầu nước. Một cái cầu nước xuống dưới nó mới đến bờ. À. Bây giờ là chỉ nghi ở cái ao rồi thôi. Không ở ao này là ở ao bên kia. Không, không sang kia được. Đấy là đấy. Đấy là đáy ao đấy à? Đấy là chỗ hòn đá đấy à anh? Đấy hòn đá đấy, hòn đá cố định. Hòn này hòn được 2 hòn cố định. Hai hòn đấy là cố định à? Nhưng mà nó còn sâu xuống dưới. Đất tâm này là đến đáy rồi. Bởi vì nước này nó sẽ múc phát là biết rồi. Nghĩa là đến rồi. Nam ăn như xuống nhưng mà khoảng 3 mét nhỉ? Cả nước ao với cả bùn đá. Đến chưa đến đâu, chưa đến thì nó cũng không lấp được đây nữa, nó tầm này thôi. Nó lấp thì nó không xuống nữa đâu. Thì bây giờ chưa mất tầm đấy chạy ra. Nhưng mà đấy bờ ao rồi à? Chỗ cái kia đường ao à? Bờ ao là lùi về cái lốp vào khoảng tầm giữa gầm máy. Giữa gầm máy mới là bờ ao á, bắt đầu bờ ao á. Nó giống cái đường này. Cái đường này nó chạy thẳng vào phát. Đường này có cái gì cản lại không hay là chỉ không đường trơn thế thôi? Bác chồng là bác vẫn bơi được đúng không? Còn chị này là khả năng là tự do rồi, lúc ấy là trôi tự do rồi. Không phải là bơi, gọi là trôi rồi đó. Tự nhiên để qua là may là ra được là mới. Không phải bơi, nước này nó không phải nước đâu. Dạ. Cái này nó không phải có nước gì nhiều đâu. Cái này nó đẩy đi thôi chứ. Băng thì cái bông thảo và tí đông ngót ấy. Như kiểu bùn loạn đẩy thế chứ. Này tát nước nữa thì đến bao giờ? Máy bên này bé quá nhỉ? Này bé quá. Này cái gai này. Nếu cái 40 này, 140 này. Đá xanh xanh rêu xanh kia là phải nó kìa. Đá rêu xanh kia. Vâng, bảo nói. Đâu vẫn còn cá đây á? Làm gì? Cá bị đè lại á? Gì? Thế à? Nhanh quá. Nhanh quá, cá không chạy kịp á? Không phải. Đá có rêu này thì làm gì phải là ngập nước? Đá có rêu là đá có rêu là đá của nó. Và nhưng mà nó phải gì ngập nước. Nó hở trên chứ. Chỗ đá có rêu này là chỗ này không có đá. Một nửa nước à? Chỗ này là không có đá, chỗ này là không có đá. Ao này anh thả cá gì đây? Ao này là bống và trắng. Bây giờ. Nếu mà thả cái khu này nếu mà chỉ có nhà này là cá nhiều nhất. Dạ. Cá bống cá chấm à? Bống là nuôi bao năm rồi? Chắc 8 năm, còn 8 năm còn 10 năm còn trứng hết. Thế à? 8 đến 10 năm rồi. Tiếp nhỉ. Mà cũng chỉ được 3 cân thôi. Thế á? 2 cân, 2 cân rưỡi. 3 cân rưỡi rồi con. Đây à, thấy bọn à, đồ trẻ nó bảo có cái bãi tắm ở chỗ nào? Bãi tắm ở bên kia. À. Cái chỗ mà anh quay bảo là ông ở người vẫn ở trong nhà ấy. À thế à? À. Bên trên đấy mà đi. À, bên đấy là có bãi tắm rồi đấy. Anh đi xe máy xuống hay đi xuống á? Xe máy để đâu? Con trai vẫn đứng đây. Người con trai đang chờ suốt từ sáng giờ. Anh em họ hàng nữa. Ngồi chờ.
máy kia thì không giải quyết gì được. Máy bé quá. Bám được vào cây nhãn này nhỉ? Gần đến đây rồi. Mãi trên kia rồi. Đất đá này nó độc dùng một phát là quán hay. Đúng rồi. Vâng. Nói chung là mình không được chứng kiến nên là chưa biết được cái nước nó khủng khiếp như nào. Nó tàn cường như này. Múc cạn rồi đấy. Cái dòng bên này không biết có bị sao không? Nhà bên kia còn bị nứt vào nữa không? Mấy máy to dồn hết ra ngoài quốc lộ đang tắc, cũng cả tìm người ngoài đấy nữa. Yeah.
nhà ngồi thôi. Đấy, cứ chính nhà ngồi. Cái này thì có gì nữa nào? Chị đang đi rửa xem được không? Không là sấy. Mất một con, mất một con đẩy, bây giờ mất một đôi loa nữa. Cố gắng, cố gắng thôi chưa? Vâng, vâng. Cảm ơn các em nhé. Kinh quá. Vừa ngay chở một con đẩy ra rồi đúng không? Chở đi hai con rồi, mất đi hai con rồi. Thế à? Loa trôi mất một đôi, bây giờ còn có 6 đôi rồi. Và tổng bộ âm thanh của nhà anh là có bao nhiêu bộ? Của nó là có 6 đôi, à 8 đôi. Nguyên âm thanh đây của anh là âm thanh à? Vâng, nguyên âm thanh. Có dạp trước gì không? Dạp đây của đám em để ngoài. Để ngoài không sao à? Vâng, không sao. Thế à? Âm thanh là tổng trị giá nó khoảng bao tiền? Âm thanh nếu mà cả đèn nó phải rơi ánh sáng ấy 80 triệu. Bao nhiêu? 80 triệu. 80 triệu à? Ừ. Thế là trôi tiệt mà bây giờ mang ra để sấy mới khò xem có được không? Còn loa để trên một đống loa trên kia. Xe máy có hết. Xe máy chở đây. Để chân nhỉ? Cái đấy để chân. Để chân chuyển tốt. Xem đi có cứu vãn được gì không. Nhưng mà có điện tháo cái máy rửa xe, tháo cái đồng CT nó chảy bình thường mà, nó chảy mạnh hơn kia ấy chứ. Không, hết máy rửa xe. Còn ngoan thật. Ở nhà bác Cường. Âm thanh sau này chắc là có mở cũng được. Có điện đây, có điện không? Có thằng con ném lắm. Con ném ơi là ném. Mà còn may quá nó không chưa nhiều hố. Không phải nó cao to dưới đâu. Chắc biết tìm đi đâu rồi. Rồi đéo vô có điện. Lấy về về nhà rồi mà. Về nhà. Chỗ nào? Chắc là ở trên nhà không? Chưa có điện đâu. Đâu vừa đây mà. Rồi, vừa đây này. Vâng vâng. Để bỏ đấy. Vừa đây. Vâng, vừa đây này. À, đấy cơm nè. À, các bác này là chuyên cơm nè. Đấy. À, và ngon này. Đến đêm không? Xí mận tung hết rồi. Su phì xí mận là các bác cũng không nên đi đường ấy vào, tại vì là các bác biết rằng là rất nhiều điểm sạt lở nữa, mưa to từ Tân Lập ngoài đấy ngã ba vào là các bác là không nên đi, cẩn thận, nhất là tối này là các bác không nên đi đường vào su phì đấy. Là họ vừa mới làm mới và cái tả ly nó còn chưa ổn định nhiều ấy. Đấy. Nên là các bác hãy cẩn thận đi vào tuyến đấy. Đây. Trên này đây. Đây, kiểm tra lại xem này. Có bị sạt lở thêm vào không?
khiếp luôn. Tan hoang. Chỗ này là cái chỗ mà rất nhiều người mà nhìn thấy khiếp, tại vì cái dòng nước nó xoáy đến khoảng tầm độ hơn chục mét. Trên này là gần như không ai dám lên nhiều nữa vì là sợ đất là ấn lở xuống. Rất là căng. Hay Thắng chia sẻ để cho các bác, các anh chị biết được một số những cái hình ảnh đến thời điểm hiện tại. Lũ nó đã càn quét như thế nào. Rất nhiều sạt lở. Rồi là đến giờ này người vẫn chưa tìm thấy. Các bác nhìn thấy là ngay trước mắt đây là một ngôi nhà đấy. Và hôm qua thì nó ở mé bên kia. Hôm nay thì nước nó lại sàn sang bên này. Rất là to. Lũ về. Hiện giờ thì nước vẫn chưa ngừng chảy. Đến thời điểm hiện tại là 4 giờ chiều rồi. Nước vẫn chưa ngừng chảy, vẫn tiếp tục xói từ trên đầu nguồn rồi về đây. Đó. Đây này về. Cây cối toàn những cây to bong chóc hết. Tàn phá ngôi làng. Theo Thắng đứng ở ngay chỗ này thôi thì nó rơi vào khoảng 89 ngôi nhà bị ảnh hưởng riêng khu này, và một ngôi nhà bị bay trôi mất tích không còn cái gì nữa. Một người đang tìm dưới kia. Các bác tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo để cập nhật tình hình về ngôi làng này nhé, tại huyện Bắc Quang, xã Việt Vinh. Xem là đến thời điểm bao nhiêu thì
lâu nữa thì có thể tìm thấy cái chị đã bị mất tích. Hiện giờ thì vẫn đang tiếp tục khu vực tìm ở ao đó. Ở đây đó, khu vực sạt lở ấy. Và các bác theo dõi video tiếp theo, những cái video tiếp theo để cập nhật được tình hình là trên quốc lộ 2 này, cũng như là ở khu vực này đấy, bao giờ tìm thấy người đấy. Và thời tiết là vẫn diễn biến rất là phức tạp, mưa nắng thất thường. Từ hôm qua giờ cũng chưa nắng đâu, thấy có một sấm chớp, cứ đến tối là sấm chớp ghê lắm. Thắng kết thúc cái video của mình ở đây, chia sẻ những cái hình ảnh như vậy tại cây cầu bị này. Rồi là khu vực quốc lộ 2 đang bị sạt tắc này. Đây là cái bãi sạt lở rất là nguy hiểm. Toàn cây to đổ vỡ ra hết. Thắng xin kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những cái video tiếp theo. Thắng ở đây đến tối xem họ có múc và tìm kiếm được nạn nhân không. Thắng xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Rất mong được quý các cô bác ủng hộ, tiếp tục theo dõi chương trình của Tất Thắng.